lên kế hoạch cướp tài sản, giết người. Sau 48 giờ kể từ khi tiếp nhận thông tin về phát hiện thi thể nam sinh Nguyễn Cao Sợ, 2001, trú tại Thanh Hóa, tử vong do bị sát hại tại bãi đất trống trên địa bàn phường Thụy Phương, Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã bắt được hai nghi phạm gây án. Ngay buổi chiều 1 tháng 10, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành buổi thực nghiệm hiện trường mô phỏng lại quá trình Đinh Văn Trường 2000, trú xã Thanh Lương, và Đinh Văn Giáp 1995, trú xã Phù Nham, cùng huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, bắt xe ôm do nam sinh Sợ điều khiển rồi ra tay sát hại nạn nhân. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an xác định vào ngày 20 tháng 9, Trường và Giáp xuống Hà Nội chơi. Tài sản chúng mang theo là chiếc iPhone 5 sợi của Giáp. Khi đến Hà Nội, hai đối tượng thuê nhà nghỉ ở khu vực gần bến xe Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm ngủ lại và mang bán chiếc điện thoại di động lấy tiền ăn tiêu. Đinh Văn Giáp tại buổi thực nghiệm chiều 1 tháng 10. Khi xuống tới Hà Nội, cả hai ở nhà nghỉ rồi vào nhà người quen tại tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội để nương náu. Sau đó bọn chúng tới quán Internet ở đường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm làm địa điểm ăn chơi. Sau mấy ngày ăn chơi, số tiền bán điện thoại đã hết nên Trường và Giáp tính đến chuyện cướp tài sản lấy tiền làm lộ phí. Cả hai thống nhất nếu nạn nhân chống trả sẽ sát hại. Sau đó, chúng bàn bạc sẽ chọn con mồi là xe ôm chở khách và khu vực gây án là bãi đất trống gần nhà trọ của người quen ở địa bàn phường Thụy Phương. Tối 26 tháng 9, cả hai ra bến xe Mỹ Đình thuê xe ôm chở đến khu vực vắng vẻ, rồi dùng dao gấm của Giáp chuẩn bị sẵn để trong túi xách mang theo người tấn công để cướp tài sản. Trường là người dẫn đường cho xe ôm còn Giáp trực tiếp hành động. Bọn chúng gặp anh Nguyễn Cao Sợ, ngã giá, chở hai đối tượng từ bến xe Mỹ Đình về khu vực giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế 2 với phường Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm với số tiền 60.000 đồng. Khi anh Sợ chở chúng đi đến khu vực giáp ranh giữa phường Cổ Nhuế 2 với phường Thụy Phương thì Trường bắt đầu chỉ đường cho anh Sợ đi đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thuộc tổ dân phố Tân Phong, phường Thụy Phương. Đi đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thì hết đường, xung quanh có nhiều mô đất đang thi công. Truy sát tài xế đến cùng, Trường nói đi sai đường và bảo anh Sợ quay xe vòng lại. Khi mới đi được một đoạn, xe của anh Sợ bị kết máy nên dừng lại. Nam sinh này sau đó xuống dựng chân chống giữa xe để kiểm tra sự cố. Lợi dụng lúc tài xế không để ý, Giáp lấy con dao gấm trong túi xách đưa cho Trường nhưng Trường không đâm. Khi thấy anh Sợ ngồi trên yên cúi xuống sửa bộ đề của xe, Giáp cầm dao đâm mạnh một nhát trúng vào gáy nạn nhân. Bị đâm bất ngờ, nam tài xế xoay người bỏ chạy thì làm rơi chiếc điện thoại iPhone 7 Plus đang cầm trên tay xuống đường. Đinh Văn Trường tại buổi thực nghiệm hiện trường chiều 1 tháng 10. Lo sợ anh này hô hoán, Giáp tiếp tục cầm dao đuổi theo với ý định đâm chết nạn nhân. Nam tài xế khi đó bỏ chạy được hơn 10 mét thì bị Giáp đuổi kịp, dùng dao dăm nhiều nhát vào lưng. Mặc dù bị đâm thêm nhiều nhát nhưng anh Sợ vẫn gắng gượng tiến về phía nhà dân và tử vong. Giáp sau khi gây án đã lấy điện thoại iPhone của nạn nhân rơi trên đường rồi đưa cho Trường nhưng Trường kiểm tra thấy mật khẩu nên đã ném đi. Sau đó, Trường đi tìm anh Sợ thì thấy nạn nhân bỏ chạy nên báo Giáp. Lúc này, Giáp nổ được máy chiếc xe vừa cướp được nên gọi Trường lên xe rời khỏi hiện trường. Trên đường tẩu thoát, Giáp và Trường dứt mũ bảo hiểm và dao ở ven đường. Anh Sợ đã cố gắng đi về phía có ánh sáng để kêu cứu, nhưng do bị Giáp đâm nhiều nhát nên đã gục ngã ở bãi cỏ và tử vong do bị mất máu cấp. Sau khi gây án, Giáp và Trường bỏ trốn về nhà Trường ở xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn, Yên Bái bằng chính chiếc xe của nạn nhân. Trưa 27 tháng 9, Giáp và Trường tháo biển kiểm soát chiếc xe máy cướp được dứt ở phường Cầu Thiên, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái, sử dụng cho đến khi bị bắt. Thực nghiệm hiện trường vụ nam sinh chạy rác bị sát hại.